Rợn người những pha vào bóng như đấu võ tại V-League. Những năm gần đây, V-League đã chứng kiến không ít những pha bóng hết sức gây rợn. Trong trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 3 V-League 2020 diễn ra chiều ngày 6 tháng 6, tiền vệ Nguyễn Hải Huy của đội chủ nhà đã dính chấn thương rất nặng sau pha va chạm với Hoàng Lâm. Tình huống quay chậm cho thấy, cầu thủ phòng ngự bên phía Hà Tĩnh lao mạnh đầu gối vào phần ống đồng, khiến Hải Huy phải nằm sân với bộ mặt rất đau đớn. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, tiền vệ kiến thiết lối chơi của đội bóng đất mỏ nhiều khả năng bị gãy cả hai cẳng chân. Thực tế, lịch sử V-League cũng từng chứng kiến rất nhiều pha vào bóng gây ra những chấn thương khủng khiếp không kém. 1. Quế Ngọc Hải, Sông Lam Nghệ An, vào bóng khiến anh Khoa, SHB Đà Nẵng, giải nghệ. Phút 21, trận đấu trên sân Vinh thuộc vòng 25 V-League 2015. Trung vệ Ngọc Hải có pha vào bóng bằng cả hai chân, ngăn cản pha xâm nhập vòng cấm của anh Khoa. Hệ quả, cầu thủ của Đà Nẵng phải nằm cán rời sân ngay lập tức và sau đó phải nói lời giã từ sự nghiệp sớm. 2. Thủ môn Bửu Ngọc đạp thẳng ống chân tiền đạo Di Long. Những phút cuối trận chủ nhà Cần Thơ gặp Sài Gòn ở vòng 17 V-League 2016 chứng kiến pha vào bóng ác ý của thủ thành Bửu Ngọc, Cần Thơ với Di Long, Sài Gòn. Trong một pha băng ga cản phá tình huống phản công của Sài Gòn, Bửu Ngọc đã đạp thẳng vào ống đồng của Di Long, khiến cầu thủ này nằm sân đau đớn. 3. Hậu vệ Sầm Ngọc Đức triệt hạ anh hùng. Tại V-League 2017, rất nhiều người hâm mộ phải rùng mình sau khi chứng kiến pha vào bóng mang tính triệt hạ của Sầm Ngọc Đức, Hà Nội với anh hùng Hải Phòng. Trong trận Hà Nội thắng Hải Phòng 2-0 ở vòng 14, hậu vệ của Hà Nội FC không chỉ nhận thẻ đỏ vì pha vào bóng này mà còn bị treo giò 8 trận và nộp phạt 30 triệu đồng từ ban kỷ luật VFF. 4. Tăng Tiến đạp thẳng chân Nghi Mạnh. Trong trận đấu tại vòng 3 V-League 2018, trung vệ Tăng Tiến, Hoàng Anh Gia Lai có cú đạp thẳng chân vào ống đồng của Nghi Mạnh, Hà Nội. Rất may, Nghi Mạnh không gặp chấn thương gì sau pha va chạm. Tuy nhiên, pha bóng rùng rợn này khiến Tăng Tiến bị cấm thi đấu 5 trận và phải nộp phạt 25 triệu đồng. Về phía câu lạc bộ, Hoàng Anh Gia Lai đã phạt Tăng Tiến nghỉ thi đấu nửa mùa giải. 5. Hải Huy dẫm lên đầu trung vệ Hà Long. Trước khi là nạn nhân trong một pha va chạm với Hoàng Lâm, thì trước đó, Hải Huy cũng có đôi lần tạo ra những hình ảnh rất không đẹp. Cụ thể, tiền vệ Than Quảng Ninh từng có pha vào bóng trên mức cần thiết với Phạm Trường Tĩnh, khiến cầu thủ của câu lạc bộ Khánh Hòa đổ gục xuống sân và được đưa đi cấp cứu trong trận đấu giữa hai đội tại vòng 15 V-League 2018. Còn tại V-League 2019, Hải Huy gây phẫn nộ khi có pha bóng giật, cùi chỏ và sau đó dẫm lên đầu cầu thủ Hà Long của câu lạc bộ Nam Định ở trận đấu thuộc vòng 20. Cuối cùng, Hải Huy bị ban kỷ luật VFF treo giò 2 trận và phạt 15 triệu đồng vì hành vi phi thể thao đó.